Không biết cái nào là của cậu nên tôi đem hết ra đây cho cậu lựa. Cả ba cái kiếm này đều là của tôi. Tôi là người sử dụng tam kiếm. Nếu cậu muốn lấy lại kiếm thì cậu phải trở thành đồng đội của tôi. Phải hứa là trở thành một hải tặc và cùng tôi chiến đấu. Bây giờ cậu lựa chọn chết ở đây hay là đi cùng với tôi hả? Tôi còn có sự lựa chọn nào nữa sao? Được thôi, tôi đồng ý lời đề nghị của cậu. Tôi thà trở thành một hải tặc còn hơn là chịu chết ở đây.